hết ra lấy tiếp, ở kiểu như kiểu chung ruồi ấy đấy. Các phụ nữ người ta cần nhất cái sự ổn. Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đua mang thương hiệu Ý, Java Veloci. Vâng, đây là một mẫu rất mới về tại Quảng Nam, mang thương hiệu của Ý, Java các bác nhé. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, và chiếc xe có màu tông màu trắng đen. Em đánh giá chiếc xe này trên 85%. Khá là mới các bác nhé, chiếc xe đã qua sử dụng, có những vết xước nhẹ trên khung này không đáng kể. Màu trắng đen, màu này rất là khỏe các bác nhé. Thường thì dòng Java hiệu của Ý này thường dùng phụ tùng của DK, phụ tùng độc quyền của hãng. Đây cọc yên. Vâng, yên rất là mới các bác nhé. Khung alumium bro. Vâng. Bro các bác nhé, cho khung bộ khung siêu nhẹ hơn những khung alumium thông thường. Đó là dây âm sườn cao cấp. Âm sườn cao cấp. Đây biểu tượng của hãng Java trên khung xe đây. Và trên khung xe có ghi 50cm, đây là size đứng của xe, tương đương với size M phù hợp các bác từ 1m63 trở lên đến 1m73. Có thể đi phù hợp chiếc xe này. Đây cặp vành nguyên bản của Java, nguyên bản theo xe. Bộ phanh 3 mảnh của Bromax. Ghi đông của Ý, các bác có thể thấy đây, Made in Italy. Cùng đều là của Ý các bác nhé. Bộ tay lắc của Shimano Sora, nguyên bản theo xe. Bên này là bên lip. Đây bên đĩa cũng của Shimano Sora các bác nhé. Vâng, và thông số lốp là 700 x 25C. Đây các bác có thể thấy đây, 700 x 25C. Lốp cơ bản của dòng đua. Đùi đĩa nguyên bản của Shimano Sora, gạt đĩa của Shimano Sora, nguyên bản theo xe. Bộ lip đen 9 tầng còn khá là mới các bác nhé. Đây, rất là mới này. Lip và xích thì rất là mới. Củ đề của Shimano Sora. Một chiếc xe đến xe đua đến từ thương hiệu của Ý. Java là một mẫu đua bán rất chạy tại cửa hàng em. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá hoạt động của xe. Vâng, lên lip. Sử dụng nguyên bộ rúp của Shimano Sora. Lip đen 9 tầng. Xuống lip thì nó rất tốt các bác nhé.
Bên tay phải em là bộ đùi đĩa 2 tầng của Shimano Sora. Xuống đĩa lên đĩa. Vâng. Vâng, và em vừa review xong chiếc xe đua Java Veloci mang thương hiệu của Ý, và chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 9,5 triệu, miễn phí ship toàn quốc 7 một năm. Các bạn quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709943 để xem những ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh Kiên Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để xem những chiếc xe đẹp nhất về tại cửa hàng em. Xin chào và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.